Ok, xin chào anh em. Rất vui vì gặp lại anh em trong những cái clip làm về tựa game Honkai Star Rail ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, trong Honkai Star Rail, nhân vật đi cùng chúng ta hầu hết trong nội dung cốt truyện chính là nhân vật chính, nhà khai phá của chúng ta. Nhà khai phá có một cái đặc điểm rất đặc biệt, đấy là không chỉ mang trong mình cái nguyên tố vật lý, vận mệnh hủy diệt, mà còn có một cái phiên bản khác nâng cấp tối thượng hơn, siêu việt hơn, đó chính là phiên bản hỏa bảo hộ. Vậy cái phiên bản hỏa bảo hộ nó siêu việt như thế nào, nó ưu tú ra sao, thì mời anh em cùng tôi sẽ tìm hiểu trong cái clip ngày hôm nay anh em nhé. Rồi, cười vui tí, chúng ta bắt đầu thôi. Let's go. Trước tiên, để có được nhân vật chính phiên bản hỏa bảo hộ thì anh em sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ bình minh nơi này thuộc chương 1 của trò chơi. Và bây giờ tôi cùng anh em sẽ tìm hiểu chi tiết về cái nhân vật này anh em nhé. Và để tiện cho các anh em theo dõi thì video này tôi sẽ chia thành 6 phần. Phần thứ nhất là thuộc tính của nhân vật. Phần thứ hai sẽ là kỹ năng của nhân vật. Phần thứ ba giới thiệu về tinh hồn của nhân vật. Phần thứ tư giới thiệu về lòn ánh sáng. Phần thứ năm là bộ di vật. Phần thứ sáu là kết hợp của nhân vật với các cái đồng đội. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đến với mặt thuộc tính của nhân vật. Cũng giống như cái phiên bản vật lý hủy diệt thì phiên bản hỏa bảo hộ cũng là một cái nhân vật 5 sao. Tại cấp độ 80, nhân vật sở hữu các chỉ số cơ bản như sau: máu là 1241, tấn công 601, phòng ngự 606, tốc độ 95. Khác với nhân vật chính hệ vật lý hủy diệt chỉ có chỉ số thiên về tấn công, tốc độ, thì nhân vật chính hệ hỏa bảo hộ của chúng ta có sở hữu những chỉ số về mặt phòng thủ, máu là rất lớn. Cũng giống như những cái nhân vật bảo hộ khác ở trong cái con game này đều có những cái điểm yếu chung, đấy chính là cái tốc độ nó rất là thấp. Và nhân vật chính hệ hỏa bảo hộ nó cũng như vậy, tốc độ rất thấp. Chỉ số cơ bản của tốc độ là 95. Tuy nhiên, ở cái phiên bản vật lý hủy diệt, nhân vật chính của chúng ta có tốc độ là 100. Vậy là chỉ có kém 5 đơn vị thôi. Nếu mà so sánh với một chiến thần bảo kê khác là Zepard thì bộ chỉ số cơ bản của main hỏa bảo hộ có phần cân bằng hơn, khi chỉ số của Zepard lần lượt là máu 1397, tấn công 543, phòng ngự 654, tốc độ 92. Nhìn vào chỉ số của Zepard có thể thấy một cái sự chênh lệch rất lớn giữa máu, phòng thủ và chỉ số tấn công, tốc độ. Tuy các cái chỉ số cơ bản về phòng thủ của main hỏa bảo hộ có phần lép vế hơn so với cả Zepard, tuy nhiên ở tại level 6 của vết tích, sau khi thi triển chiến kỹ hổ phách lửa bất diệt thì main hỏa bảo hộ sẽ được giảm tới 45% sát thương mà nhân vật phải chịu, và cộng thêm một tầng ý chí sục sôi. Ngoài ra sẽ có 100% xác suất cơ bản khiến cho toàn bộ phe địch rơi vào trạng thái khiêu khích, duy trì trong một hiệp. Phải nói là thật sự đây là một cái tấm lá chắn hoàn hảo cho đội hình của chúng ta. Khi mà khiêu khích toàn bộ quân địch, bắt quân địch là chỉ có gây sát thương lên một mình nhà khai phá, chịu toàn bộ sát thương cho đồng đội trong một hiệp. Theo tôi ấy, thì cái khả năng chiến kỹ nó làm lên tên tuổi của cái nhân vật hỏa bảo hộ. Và tôi cũng phải nhấn mạnh với các anh em rằng, cho tới cái thời điểm hiện tại ở cái phiên bản 1.1 thì đây là con tướng duy nhất có khả năng khiêu khích, và là khiêu khích bằng chiến kỹ, là một cái khả năng mà có thể sử dụng được luôn khi mà vào trận đấu. Đấy, rất là hay luôn. Không giống như Zepard, bởi vì Zepard là phải sử dụng tuyệt kỹ thì chúng ta sẽ phải đợi lộ đầy, và chúng ta sẽ phải tiêu tốn một điểm để sử dụng bí kỹ ở ngay trước cái trận đấu. Thì theo tôi cách vận hành bảo kê của nhân vật chính hỏa bảo hộ nó đơn giản hơn. Còn nhân vật chính và Zepard, ai hơn ai kém, ai khỏe ai yếu, thì chúng ta sẽ có một cái bài so sánh riêng nha anh em nhé. Tôi sẽ làm với clip khác, một clip chi tiết hơn để so sánh giữa hai nhân vật này.
Phần thứ hai trong cái clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với cái bộ kỹ năng của Mên Hỏa Bảo Hộ. Anh em lưu ý, các chỉ số kỹ năng này là tôi nói ở mức level 1 anh em nhé. Đầu tiên là kỹ năng tấn công thường mang tên Tia Sáng Xuyên Băng, gây sát thương hỏa tương đương với 50% tấn công của nhà khai phá cho một kẻ địch. Và đồng thời sau khi tấn công thì sẽ nhận được thêm một tầng ý chí sục sôi. Đấy. Và sau khi chúng ta có được 4 tầng ý chí sục sôi thì chúng ta sẽ được kích hoạt tấn công cường hóa nha anh em nhé. Và khi mà chúng ta tấn công cường hóa ấy, thì chúng ta sẽ gây ra cho một cái kẻ địch được chỉ định một cái lượng sát thương hỏa bằng 90% tấn công của nhà khai phá, đồng thời gây cho những cái mục tiêu lân cận, cái kẻ mà chúng ta chỉ định đó, sát thương hỏa bằng 36% tấn công của nhà khai phá. Và tôi cũng xin được lưu ý cho anh em cái đoạn này, có rất nhiều anh em là hiểu nhầm là cái sát thương cường hóa này nó sẽ cộng dồn với cái sát thương tấn công thường, nhưng mà không nha anh em nhá. Lưu ý là sát thương cường hóa không cộng dồn với sát thương tấn công thường. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi mà cái nhân vật của anh em ấy gây ra sát thương ấy, thì nó thứ nhất là nó chỉ có thể là gây ra sát thương thường bằng 50% tấn công của nhân vật. Cái thứ hai ấy, khi mà được cường hóa ấy, thì sẽ gây ra sát thương bằng 90% tấn công thường của nhân vật. Đấy, lên mục tiêu chỉ định. Và hai đơn vị bên cạnh ấy, nó sẽ được gây thêm là 36% cái sức tấn công của nhân vật nữa. Chỉ một trong hai thôi nhá anh em nhá. Một là gây ra 50%, hai là gây ra 90%. Chứ không phải là nhiều anh em là hiểu nhầm là nó sẽ là cộng 50% với 90%. Thế là khi được cường hóa ấy, nó sẽ lên tới 140%. Thế là hoàn toàn sai anh em nhá. Hoàn toàn sai luôn. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiến kỹ Hổ Phách Lửa Bất Diệt. Sau khi nhân vật thi triển chiến kỹ sẽ được giảm 40% sát thương mà nhân vật phải chịu, cộng thêm một tầng ý chí sục sôi. Ngoài ra sẽ có 100% xác suất cơ bản khiến cho toàn bộ kẻ địch rơi vào trạng thái khiêu khích, duy trì trong một hiệp. Đây là cái kỹ năng mà làm lên tên tuổi của nhân vật chính Hỏa Bảo Hộ, khi mà trở thành một cái tấm khiên phòng thủ vững chắc nhất. Đấy. Tuy nhiên cái đoạn này thì vẫn có cái hiểu nhầm nha anh em nhá. Lại có hiểu nhầm. Thế hiểu nhầm cái đoạn nào? Hiểu nhầm là cái đoạn này. Tôi sẽ đọc cái đoạn này cho anh em để anh em biết là hiểu nhầm chỗ nào. Đấy là ngoài ra có 100% xác suất cơ bản khiến phe địch rơi vào trạng thái khiêu khích. Ở đây cái 100% này không có nghĩa là chắc chắn là 100% là nó sẽ đánh vào người anh em nhá. 100% này này, nó chỉ là 100% xác suất cơ bản thôi. Và nó sẽ phải trừ đi là cái kháng hiệu ứng của đối thủ nữa. Ví dụ nhá, tôi sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản và dễ hiểu. Đấy là kháng hiệu ứng của đối thủ nó là 50%. Thì là khi anh em thi triển cái chiến kỹ ấy, thì đối thủ chỉ có 50% là đánh vào anh em thôi. Đấy, còn lại thì nó sẽ không có bị khiêu khích nha anh em nhá. Đó chính là cái lý do tại làm sao mà con nhân vật chính ở cái hệ Hỏa Bảo Hộ này, chúng ta phải cần những cái món đồ tăng chính xác hiệu ứng anh em nhá. Cái đấy nó sẽ là ở cái phần sau. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với tuyệt kỹ mang tên Súng Lửa Súng Trận, gây ra sát thương hỏa cho phe địch tương đương với 50% tấn công cộng với 75% phòng thủ của nhà khai phá. Và sau khi anh em thi triển cái tuyệt kỹ thì cái đòn đánh thường ở cái lần tiếp theo, ngay sau cái lần thi triển tuyệt kỹ đó, thì sẽ được cường hóa. Và sau khi sử dụng cái đòn đánh thường đó thì chúng ta sẽ không mất cái tầng ý chí sục sôi. Đây là một cái kỹ năng cho cái sát thương AOE ở mức là rất là khá. Và đặc biệt là sẽ không tiêu hao cái tầng ý chí sục sôi ở lần đánh thường tiếp theo. Thì chúng ta sẽ có một cái combo là tuyệt kỹ đánh thường mang lại cái lượng sát thương diện rộng khá là lớn. Tuy nhiên là để được cái lượng sát thương lớn ý, thì anh em phải build đồ chuẩn. Còn nếu mà anh em build đồ sai ý, thì cái lượng sát thương gây ra do tuyệt kỹ nó sẽ rất bé. Thế nên là chúng ta sẽ có một cái chú ý ở cái đoạn này. Đấy là cái cách vận hành của tuyệt kỹ sẽ giúp cho chúng ta có một cách build đồ rất đặc biệt đối với cả Mên Hỏa Bảo Hộ so với những cái nhân vật khác. Do lượng đam chủ yếu lấy từ 75% phòng thủ, vì vậy chúng ta có thể build đồ mắc thủ. Mắc thủ anh em nhá. Đấy, vừa có cái sức chống chịu, đấy, cái khả năng chịu đựng, là một cái tấm khiên bảo vệ che chắn cho đồng đội, vừa gây ra được một cái lượng đam rất lớn đến từ tuyệt kỹ. Đấy, lâu lâu bùng phát tan lát quân thủ luôn. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đến kỹ năng nội tại thiên phú của Mên Hỏa Bảo Hộ anh em nhá. Và kỹ năng thiên phú có tên Kho Báu Của Đấng Kiến Tạo.
Mỗi lần mà nhân vật bị tấn công một lần thì sẽ được cộng một tầng ý chí sục sôi, cộng tối đa là sẽ được 8 tầng. Và khi cái số tầng ý chí sục sôi từ 4 trở lên, tấn công thường sẽ được cường hóa gây sát thương cho một kẻ địch chỉ định và mục tiêu lân cận đó. Cái này thì nó sẽ giống với cả cái tấn công thường rồi nên là tôi sẽ không nhắc lại nữa. Chúng ta sẽ đến với cái nội tại tiếp theo của kỹ năng thiên phú. Đấy là sau khi nhà khai phá thi triển các cái đòn tấn công thường, các đòn chiến kỹ và các cái đòn tuyệt kỹ sẽ cung cấp khiên cho toàn bộ phe ta và triệt tiêu cái lượng sát thương bằng 4% phòng thủ của nhà khai phá cộng với 20 và duy trì trong 2 hiệp. Thực sự cái nội tại thiên phú này nó đã làm nên tên tuổi của main hỏa bảo hộ, nhân vật chính của chúng ta. Nó sẽ giúp tích tầng ý chí sục sôi rất là nhanh. Khi mà chúng ta sử dụng chiến kỹ để thu hút địch tấn công vào nhà khai phá, với những cái trận đấu mà địch đông tầm trên 5 quái thì cái việc mà tích full 8 tầng chỉ trong một hiệp đó là điều quá là dễ dàng luôn. Thiên phú mà kết hợp với chiến kỹ thì gần như là tất cả những cái đòn đánh thường ra đòn đều là được cường hóa. Đấy, và để làm được cái điều này ấy, thì cái đồ của anh em build nhá, tôi lại có một cái lưu ý ở đây là đồ build nó phải có tốc độ. Tốc độ cao sẽ khiến cho là cái con tướng của anh em ấy, khi mà vào trận đấu ấy, có thể sử dụng chiến kỹ được luôn. Với tốc độ cao thì anh em sẽ sử dụng chiến kỹ trước khi quân địch tấn công. Và cái điều này nó sẽ giúp cho anh em có thể tích tầng ý chí sục sôi rất là nhanh. Ngoài ra cái tốc độ ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái điều đặc biệt, cái điểm đặc biệt thứ hai của thiên phú, đó là tạo lá chắn giảm sát thương cho đồng đội mỗi khi là main hỏa bảo hộ sử dụng các đòn đánh thường, tuyệt kỹ hay là chiến kỹ. Cái việc mà anh em sử dụng được chiến kỹ ngay cái thời điểm mà anh em bắt đầu hiệp đấu ấy, trước tất cả những cái quân địch ấy, sẽ giúp cho anh em tích tầng ý chí sục sôi là một. Thứ hai ấy, là anh em có thể sử dụng tuyệt kỹ sớm, nhờ cái việc là thanh nộ nó đầy sớm. Mà cái việc sử dụng cái combo chiến kỹ, tuyệt kỹ, đánh thường ấy, mà khi mà anh em sử dụng liên tục ấy, nó sẽ tạo ra được những cái lá chắn liên tục cho đồng đội. Và cái sự khủng khiếp của cái sự bảo kê này ấy, nó nằm ở cái chỗ là những cái lá chắn này này, nó tồn tại trong vòng 2 hiệp và nó được cộng dồn anh em nhá. Có nghĩa là khi mà anh em có tốc độ cao ấy, anh em sử dụng chiến kỹ, tuyệt kỹ, đánh thường liên tục ấy, thì cái lá chắn nó cũng sẽ được tạo ra liên tục trên người các đồng đội của anh em. Đấy, và nếu mà tốc độ cao anh em đủ cao thì có thể tạo ra 4 lớp khiên ở trên người các đồng đội. Và nó sẽ có tổng là bằng 16% thủ của nhà khai phá cộng với 80 anh em nhá. Rất là khủng khiếp. Nếu mà anh em build đồ đúng thì so với Zepard ấy, main hỏa bảo hộ của chúng ta thậm chí là còn vượt trội hơn về cái sức bảo hộ. Rồi, và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với bí kỹ được mang tên mệnh lệnh của đấng bảo hộ. Sau khi sử dụng bí kỹ, khi bắt đầu vào trận đấu sẽ tạo ra một cái lớp khiên giúp cho bản thân triệt tiêu sát thương tương đương với 30% phòng thủ của nhà khai phá cộng với 384 duy trì trong một hiệp. Bí kỹ sẽ giúp cho nhà khai phá thực sự là trâu bò lì đòn khi mà mới bắt đầu vào trong cái hiệp đấu. Combo điển hình nó sẽ là như sau: sử dụng bí kỹ bên ngoài trước khi vào trận đấu, sau đó vào trong trận đấu sử dụng chiến kỹ nhận toàn bộ sát thương của địch trong vòng một hiệp. Lúc này thì toàn bộ sát thương của địch dồn lên người nhà khai phá sẽ được triệt tiêu hết. Nhờ hiệu ứng giảm sát thương của hiệp đầu tiên, main hỏa bảo hộ của chúng ta sẽ được giảm sát thương lên tới 70% cộng với cả 384 giáp, thu hút toàn bộ kẻ địch dồn sát thương vào main hỏa bảo hộ, đồng thời chịu mọi đòn đánh đến từ quân thủ. Gần như là hiệp đầu tiên ấy, main hỏa bảo hộ không mất tới một giọt máu nào cả. Mà với cái hiệp đầu tiên ấy, nếu mà tốc độ anh em đủ cao nhá, khi mà anh em sử dụng chiến kỹ ngay từ bắt đầu trận đấu, anh em có thể chịu mọi đòn tấn công đến từ quân thủ, vừa bảo kê cho đồng đội, lại vừa bắp giáp cho đồng đội luôn, lại vừa đẩy nhanh cái tốc độ tích tầng ý chí sục sôi. Đấy, mà coi như là lại đầy thanh lộ sớm để có thể sử dụng tuyệt kỹ ngay trong cái hiệp đấu đầu tiên. Và lúc này chúng ta sẽ bắp thêm được một tầng giáp nữa cho đồng đội. Quá là ok luôn anh em ạ. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với thứ tự ưu tiên nâng cấp vết tích của main hỏa bảo hộ anh em nhé. Với vai trò trong đội hình đó chính là thu hút sát thương, bắp khiên bảo vệ đồng đội cũng như là hỗ trợ sát thương khá là ok, thì theo tôi chúng ta nên ưu tiên phòng thủ trước bằng cách ưu tiên nâng chiến kỹ, sau đó đến bí kỹ, đến tuyệt kỹ, thiên phú và cuối cùng thì mới đến đánh thường. Bên cạnh đó, mở khóa các vết tích bên ngoài sẽ giúp cho chúng ta nhận thêm được những cái hiệu quả sau đây. Hiệu quả đầu tiên mang tên dừng nghĩ ngợi, hãy hành động. Khi bắt đầu mỗi hiệp, nếu nhà khai phá được khiên bảo vệ thì tấn công sẽ tăng 15% hồi 5 năng lượng duy trì khi hành động kết thúc. Hiệu quả cộng thêm này sẽ giúp cho tăng lượng đam gây ra cho main hỏa bảo hộ
và giúp cho nhân vật có thể sử dụng sớm cái tuyệt kỹ của mình. Chúng ta sẽ đến với cái hiệu quả cộng thêm thứ hai mang tên lá lành đùm lá rách. Sau khi thi triển chiến kỹ sẽ giảm 15% sát thương mà toàn phe ta phải chịu, duy trì trong một hiệp. Cái hiệu quả này phải nói là quá là tuyệt vời luôn, khi mà có thể kết hợp được với thiên phú cũng như là với chiến kỹ, giúp tăng cường cái khả năng bảo kê cho đồng đội. Chúng ta sẽ đến với cái hiệu quả thứ ba mang tên cuộc sống trước khi chết. Sau khi mên hỏa bảo hộ sử dụng một cái đòn tấn công cường hóa thì sẽ hồi lượng máu bằng 5% giới hạn máu của bản thân. Cái này thì cũng khá là ok. Đấy, nó sẽ giúp cho chúng ta có khả năng sinh tồn ở trong mỗi cái trận đấu bằng việc hồi máu. Và cái hiệu quả thứ ba này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc build đồ của anh em. Đấy là anh em sẽ build đồ có máu nha anh em nhá. Khi mà cái lượng máu bản thân ấy, cái giới hạn của máu ấy nó cao thì anh em sẽ được hồi nhiều máu hơn khi mà anh em sử dụng cái hiệu quả thứ ba. Ngoài ra thì khi mà anh em mở khóa toàn bộ các vết tích của cái nhân vật này thì chúng ta sẽ được nhận thêm một cái lượng chỉ số, đó là 10% máu, 18% tấn công và 25% phòng thủ. Và chúng ta sẽ đến với phần thứ ba. Chúng ta sẽ tìm hiểu về 6 tầng tinh hồn của mên hỏa bảo hộ anh em nhé. Với tầng tinh hồn đầu tiên mang tên tiếng kêu từ cốt tủy thế giới. Khi tấn công thường sẽ gây thêm sát thương hỏa bằng 25% phòng thủ của nhà khai phá. Khi thi triển cường hóa tấn công thường sẽ gây thêm sát thương hỏa bằng 50% phòng thủ của nhà khai phá. Tinh hồn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc style build đồ của anh em. Build đồ phun thủ nó là để chắc chắn luôn nha anh em nhá. Theo tôi đây là một trong những cái tầng tinh hồn ngon nhất của cái con nhân vật này. Đấy, khi mà chỉ có tập trung lâng cấp phòng thủ, và khi mà lâng phòng thủ là sẽ lâng cả đam luôn. Quá tuyệt vời. Đấy, nó chỉ coi như là ngon sau cái tầng tinh hồn thứ 6 thôi. Tầng tinh hồn thứ hai mang tên vững vàng như sắt. Khi kích hoạt thiên phú sẽ cung cấp khiên cho toàn phe ta, giúp triệt tiêu thêm một lượng sát thương bằng 2% phòng thủ của nhà khai phá cộng với 27. Cái tầng tinh hồn này thì phải nói thật với anh em là nó quá ngon luôn. Nó cũng không khác gì cái tầng 1 luôn. Đấy, nó ảnh hưởng đến cái lối build đồ là mắc thủ. Với tầng tinh hồn thứ ba có tên là kiến tạo bản vẽ tương lai. Thì cái tầng này nó giống như những cái nhân vật khác. Đấy là cộng thêm cấp chiến ký là cộng 2, tối đa không quá 15 cấp. Cấp thiên phú cộng 2, tối đa không quá là 15 cấp nha anh em nhá. Với tầng tinh hồn thứ tư có tên là lưu lại lời thề văn minh. Khi bắt đầu chiến đấu sẽ nhận được 4 tầng ý chí hữu sôi. Tức là chúng ta vào trong game mà chúng ta có 4 tầng ý chí hữu sôi luôn. Cái này thì phải nói là cũng rất là hay luôn. Nó sẽ giúp cho mên hỏa bảo hộ khi mà bắt đầu vào trận đấu có thể tung một cái đòn đánh cường hóa luôn. Tuy nhiên là tôi nghĩ là với cái việc là sử dụng cái combo là vào là chiến kỹ sau đó mới đến tuyệt kỹ, thì cái tinh hồn thứ tư này nó sẽ giúp chúng ta tích được 8 tầng ý chí hữu sôi một cách sớm nhất nha anh em nhá. Tức là mắc 8 tầng sớm nhất. Với tầng tinh hồn thứ 5 được mang tên dũng khí tựa hào quang, thì cũng giống như những cái nhân vật khác thôi. Đấy chính là sẽ giúp cho cấp tuyệt kỹ cộng 2, tối đa không quá 15 cấp, và cấp tấn công thường cộng 1, tối đa không quá 10 cấp. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với cái tinh hồn thứ 6, cái tinh hồn tối thượng ở trong cái nhân vật này. Tinh hồn 6 được mang tên thành lũy trường tồn. Sau khi thi triển một cái đòn đánh thường đã được cường hóa hoặc là tuyệt kỹ, phòng thủ của nhà khai phá được tăng thêm 10% và tối đa được cộng dồn 3 tầng. Đây là tầng tinh hồn tối thượng. Khi mà phòng thủ nó phải gọi là đẩy lên được mắc phòng thủ luôn, với 3 tầng thì nó được cộng dồn lên 30%. Kết hợp với tầng tinh hồn 1 và tầng tinh hồn 2 cũng như là thiên phú thì nó sẽ là một cái bức tường thành mà nó phải gọi là bất khả xâm phạm luôn. Không thể nào có thứ gì có thể xuyên thủng được cái lớp giáp của bản thân mên hỏa bảo hộ này. Quá khủng khiếp. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với lựa chọn lón ánh sáng phù hợp với nhân vật hỏa bảo hộ của chúng ta. Tôi và anh em sẽ cùng tìm hiểu về những chiếc lón 5 sao trước. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chiếc lón chấn phái của nhân vật này. Đây là một cái sự lựa chọn không thể thay thế. Ở cấp cao nhất, tức là cấp 5, thì sẽ tăng 40% phòng thủ cho người trang bị và tăng 40% chính xác hiệu ứng
đồng thời sẽ tăng cái khả năng mà bị tấn công bởi quân địch khi mà nhân vật sử dụng cái trang bị này. Và sau khi cái người đeo cái nón này bị tấn công thì phòng thủ sẽ tăng thêm 40% nữa, duy trì đến lúc kết thúc hiệp. Đấy, thì cái này nó hay ở cái chỗ là gì? Là nó kết hợp với cái chiến kỹ của nhân vật hỏa bảo hộ ấy, thì nó phải nói là nó quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Khi mà vừa tăng thủ nhá, thì thu hút quân địch đánh vào người, thì cái thằng đầu tiên ấy nó đánh vào người anh em, thì là anh em sẽ được cộng thêm 40% thủ nữa rồi. Sau khi mà đối thủ đầu tiên đánh vào nhân vật hỏa bảo hộ thì cái lượng phòng thủ tăng thêm nó sẽ là 80% cho cái nhân vật này. Và ngoài ra ở cái phần trên khi mà tôi nhắc đến cái chiến kỹ của cái nhân vật hỏa bảo hộ thì tôi có đã nhắc đến cái phần gọi là chính xác hiệu ứng. Cái phần chính xác hiệu ứng này nó rất là tuyệt vời khi mà kết hợp với cái nón ánh sáng này. Đấy, khi mà chiến kỹ nó là 100% chính xác hiệu ứng, và khi mà chúng ta sử dụng cái nón ánh sáng giây phút thắng lợi thì chúng ta sẽ được cộng thêm là 40% cái chính xác hiệu ứng nữa. Tổng chúng ta sẽ là 140%. Và khi mà đối thủ có cái kháng chính xác hiệu ứng ấy, đấy, thì nó rất hay ở cái chỗ là nếu mà kháng được 40% thôi ấy, là chúng ta sẽ có cái độ chính xác đó là 100%. Đấy, anh em sẽ lấy là 140 trừ 40 là bằng 100%. Đó chính là cái lý do sao mà tôi nói là cái món này nó chính là cái món trấn phái của main hỏa bảo hộ. Mà khi mà anh em được 100% cái khiêu khích quân địch ấy, thì chắc chắn là toàn bộ cái quân địch ở cái round đầu tiên, cái hiệp đầu tiên sẽ tổng tấn công vào người anh em. Và lúc này anh em sẽ có ở trên người là cái trạng thái phòng thủ nó rất là lớn anh em nhá. Anh em được cộng 80% phòng thủ đến từ cái nón ánh sáng rồi. Đấy, tôi chưa tính đến những cái việc là tăng phòng thủ từ những cái hiệu ứng của chiến kỹ, hiệu ứng của bí kỹ, hiệu ứng của thiên phú nữa. Nên là thực sự là cái con này nó rất là trâu bò luôn. Chưa tính đến cái việc là trong cái khoảng thời gian mà ở cái round đầu tiên ấy, khi mà anh em tung chiêu được tuyệt kỹ ấy, mà tuyệt kỹ sẽ chuyển đổi toàn bộ phòng thủ sang thành tấn công. Chính vì thế là cái lượng đam gây ra nó là cực kỳ khủng khiếp anh em nhá. Rồi chúng ta sẽ đến với cái sự lựa chọn thứ hai khi mà chúng ta không có cái nón giây phút thắng lợi. Đó chính là nón ánh sáng chất liệu ký ức. Nón ánh sáng này sẽ khiến cho hiệu ứng kháng của người trang bị tăng thêm 16% ở cái mức cao nhất. Và sau khi người trang bị tấn công, nếu bản thân chưa có khiên thì sẽ nhận được một khiên bằng 32% giới hạn máu của người trang bị duy trì trong 2 hiệp. Và hiệu ứng này cứ mỗi 3 hiệp thì chỉ có thể kích hoạt được một lần. Nếu người trang bị đã có khiên sẽ khiến cho sát thương phải chịu của bản thân giảm 24%. Chiếc nón ánh sáng giúp kháng hiệu ứng xấu, thêm giáp hoặc là giảm sát thương, giúp cho tăng độ châu chó cho main hỏa bảo hộ. Tuy nhiên nón ánh sáng này trâu ở trâu đấy, nhưng mà không được cộng phòng thủ cơ bản. Chính vì thế nên là lượng đam của main hỏa nó sẽ rất là yếu. Anh em hết sức cân nhắc nhá, vì đây nó là một cái nón 5 đô nên là sẽ rất là tốn kém đấy. Tài nguyên thì không có nhiều, tiết kiệm thôi, nhất là chơi free to play thì lại càng phải cân nhắc. Phần 2 chúng ta sẽ đến với những cái chiếc nón 4 sao. Và đây nó sẽ là những cái sự lựa chọn tốt nhất dành cho các anh em chơi free. Cầy chay thì chọn phương án này nha anh em nhá. Theo tôi thì tốt nhất, best của nhà tiêu dùng thông thái, đó chính là nón ánh sáng mang tên là xu hướng thị trường vũ trụ. Cái tên thì nói lên tất cả. Hiệu ứng của nó thì là thế nào? Hiệu ứng là sẽ khiến cho phòng thủ người trang bị tăng thêm 32%. Sau khi người trang bị chịu tấn công sẽ có 120% xác suất cơ bản khiến cho kẻ địch rơi vào trạng thái thiêu đốt. Mỗi hiệp sẽ gây sát thương liên tục bằng 80% phòng thủ của người trang bị duy trì trong 2 hiệp. Đọc xong thì thôi. Chắc là cũng chả phải giải thích nhiều đâu anh em nhỉ. Tôi thấy là đọc xong là nó rõ ràng rồi. Đấy, thủ thì cực kỳ khỏe, rồi thì gây đam thì cực kỳ khủng khiếp. Tổng cái lượng đam gây ra từ cái trạng thái thiêu đốt nó lên tới 160% phòng thủ của người trang bị nha anh em nhá. Và cái món này nó cũng sẽ có một cái yêu cầu về cái độ chính xác hiệu ứng. Nếu mà anh em có một cái chỉ số chính xác hiệu ứng càng cao thì cái phần trăm gây ra nó sẽ càng lớn. Mặc định ý, khi mà anh em cầm cái nón ánh sáng này thì nó sẽ là 120% ở cái cấp cao nhất. Đấy, nhưng mà khi anh em được cộng thêm cái chính xác hiệu ứng thì nó có thể là nó sẽ còn cao hơn nữa. Và chắc chắn là đối thủ có kháng được cái chính xác hiệu ứng thì chắc chắn là nếu anh em có cái chính xác hiệu ứng cao ấy thì chắc chắn anh em sẽ đẩy đối thủ vào cái trạng thái thiêu đốt. Và đối thủ chắc chắn là sẽ nhận cái lượng đam bằng 160% phòng thủ của nhân vật hỏa bảo hộ. Và đây nó sẽ là cái món trấn phái thứ hai nha anh em nhá. Và tôi đánh giá là nếu mà nói là ngon hơn hay là không so với cả cái nón 5 sao ấy, giây phút thắng lợi, thì tôi nghĩ là nó sẽ tương đương với giây phút thắng lợi. Tuy nhiên là nó sẽ ngon hơn so với cả cái nón gọi là chất liệu ký ức nha anh em nhá.
chất liệu ký ức thì tôi nghĩ là không ngon bằng đâu. Chúng ta sẽ đến với cái sự lựa chọn thứ hai, đó chính là cái chiếc lón ánh sáng, đó chính là tôi. Đây cũng là một cái chiếc lón ánh sáng chỉ có 4 sao thôi, khiến cho phòng thủ của người trang bị tăng thêm 32%, tăng sát thương gây ra khi mà người trang bị thi triển tuyệt kỹ với một chỉ số tương đương với 120% phòng thủ của người trang bị. Hiệu ứng này chỉ có hiệu lực một lần lên mỗi kẻ địch. Theo tôi thì đây cũng là một cái sự lựa chọn cho một cái nhà thông thái. Đấy, khi mà cái chiếc lón này thì nó cũng sử dụng phòng thủ để chuyển hóa thành tấn công nhờ sử dụng tuyệt kỹ. Nó rất phù hợp với hỏa bảo hộ. Tuy nhiên khác với nó, xu hướng thị trường có thể gây đam dựa trên phòng thủ của người mang nó liên tục khi mà bị tấn công, thì cái nón này chỉ được cộng đam cho nhân vật khi mà chúng ta sử dụng tuyệt kỹ thôi. Tuy nhiên là nó sẽ là dồn sát thương nha anh em nhá, nó sẽ dồn một phát luôn. Đối với cả những cái chiếc nón 4 sao còn lại thì tôi khuyên anh em là không nên đầu tư. Đấy, còn nếu mà anh em gacha, anh em roll ra nhiều ấy thì anh em sử dụng thôi. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với những chiếc nón 3 sao. Một cái món duy nhất gợi ý cho anh em để có thể vượt qua cái giai đoạn đầu game một cách dễ dàng và ngon bổ rẻ, đó chính là nón hổ phách nha anh em nhá. Nó sẽ khiến cho phòng thủ người trang bị tăng thêm 32% ở cái mức cao nhất. Và khi phần trăm máu hiện tại của người trang bị nhỏ hơn 50% thì phòng thủ của người đó lại tăng thêm 32% nữa. Vậy là chúng ta có tổng, chúng ta có thể lên tới là 64%. Cái điều kiện ấy nó chỉ cần là cái lượng máu của anh em nhỏ hơn 50% thôi thì nó sẽ tăng cái lượng giáp của anh em lên tới 64%. Quá khủng khiếp. Đấy, cho một cái món mà nó chỉ có 3 sao, ngon, bổ, rẻ, rất dễ dàng là có thể mắc tầng nha anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với phần thứ 5, đó chính là những cái món dị vật phù hợp nhất cho main hỏa bảo hộ. Về cơ bản thì những cái món dị vật dành cho main hỏa bảo hộ từ đầu game đến cuối game thì nó cũng không có gì thay đổi nhiều anh em ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái bộ 4 món. Lựa chọn đầu tiên, bộ thứ nhất cũng là trấn phái, chính là bộ Thánh Kỵ Sĩ Giáo Hoàng Tịch Đình nha anh em nhé. Khi mà anh em có 2 món kích hoạt thì anh em sẽ được tăng phòng thủ 15%. Còn nếu mà anh em đủ 4 món thì anh em sẽ được tăng 20% khiên mà người sử dụng trang bị cung cấp. Vừa tăng thủ cho bản thân lại phù hợp với nối build mắc thủ nha anh em nhé. Khi mà tăng khiên cho đồng đội ấy, là kết hợp với cả thiên phú giúp cho khiên bảo vệ của đồng đội dày hơn luôn. Đấy, rất là ngon. Đến với bộ thứ hai, nếu mà chúng ta không có cái bộ trấn phái Giáo Hoàng Tịch Đình thì chúng ta có thể dùng tạm cũng được. Đó chính là bộ Thợ Rèn Lửa Dung Nham anh em nhé. Khi mà chúng ta có 2 món kết hợp thì chúng ta sẽ được tăng sát thương hỏa lên 10%. Còn khi mà chúng ta đủ 4 món ở trong cái bộ này thì chúng ta sẽ khiến cho sát thương từ chiến kỹ của người trang bị tăng thêm 12%. Tuy nhiên là cái chiến kỹ của cái người trang bị này thì thực ra là khi mà chúng ta chơi hỏa bảo hộ thì chiến kỹ đó lại là cái khả năng khiêu khích chứ nó không có tăng sát thương. Chính vì thế là cái bộ này thì thực ra tôi đánh giá là dùng tạm thôi anh em ạ. Đồng thời tăng 12% sát thương hỏa cho lần tấn công kế tiếp khi mà thi triển tuyệt kỹ thì cái này thì cũng ngon. Nó sẽ phù hợp với cái combo chiến kỹ, tuyệt kỹ rồi đánh thường đấy anh em. Đấy, nó là cái combo đấy, là cái combo của minh hỏa bảo hộ. Đấy, gia tăng lượng sát thương thì nó cũng nó gọi là mức là khá khá. Với bộ 2 món ấy thì chúng ta chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất thôi. Đó chính là Belo Box của Đấng Kiến Tạo. Đấy, sẽ tăng 15% phòng thủ cho người trang bị. Và sẽ có một cái điều kiện thứ hai, đấy là khi mà hiệu ứng chính xác của người trang bị ấy, mà trên 50% thì phòng thủ sẽ được tăng thêm mà 15%. Ủa, cái này thì tuyệt vời luôn. Bên hỏa bảo hộ của anh em mạnh hay yếu thì nó sẽ phụ thuộc vào cái vấn đề này. Đấy, cái chú ý này nhá, thì anh em build như tôi thì chắc chắn là nó sẽ mạnh nha anh em nhá. Thì có một cái lưu ý cho anh em nhấn mạnh ở cái đoạn này, đấy là nếu mà anh em dùng riêng cái bộ này thì anh em cũng sẽ được cộng 15% phòng thủ. Cái con minh hỏa bảo hộ này cộng phòng thủ thì nó rất là ngon. Đấy, thì anh em được cộng thêm 15% phòng thủ. Tuy nhiên nó sẽ chưa phát huy được tối đa sức mạnh. Nếu anh em muốn ăn nóc tối thượng sức mạnh của món đồ này thì anh em cần sắm cho tôi cái nón ánh sáng 5 sao mang tên dây vút thắng lợi anh em nhá. Với khả năng tăng 40% chính xác hiệu ứng, sẽ đảm bảo chỉ số chính xác hiệu ứng cho minh hỏa bảo hộ của anh em là ở trên 50%. Để chắc chắn là kích hoạt được thêm 30% phòng thủ từ bộ di vật Belo Box của Đấng Kiến Tạo anh em nhé. Về việc lựa chọn chỉ số cho các cái món di vật dành cho minh hỏa bảo hộ thì chúng ta sẽ lựa chọn như sau. Với dòng chính của áo, anh em sẽ chọn lấy cái phần trăm phòng ngự, máu hoặc là tấn công.
Với cái dòng phụ thì có thể thêm được chính xác hiệu ứng nha anh em nhá, rất là tuyệt đấy. Đối với giày thì anh em có thể lấy phần trăm phòng ngự và có thể lấy tốc độ cơ bản. Thì đối với bản thân tôi ấy, thì tốc độ là một cái chỉ số rất là quan trọng, sẽ giúp cho Mên Hỏa Bảo Hộ có thể vừa mới bước vào trận chiến là có thể là bắp cái khiên sớm. Đấy, bắp chiến ký, bắp khiên sớm cho đồng đội thì sẽ bảo kê sớm và sẽ tích được lộ sớm. Đấy, tăng năng lượng sớm thì sẽ sử dụng tuyệt kỹ sớm. Mà sử dụng tuyệt kỹ sớm thì chúng ta sẽ gây được nhiều đam hơn. Và đấy nó cũng sẽ là một cái lợi thế. Ngoài ra chúng ta có thể nhanh chóng cướp lượt được của đối thủ, liên tục tạo ra những cái lớp khiên. Đấy, liên tục tạo mới những cái lớp khiên cho bản thân cũng như là đồng đội, có thể bảo kê đồng đội ở trong cái đội hình tốt hơn. Về bộ dì vật hai món thì chúng ta có hai lựa chọn. Anh em có thể lấy phần trăm phòng ngự, hoặc là anh em có thể lấy cái sát thương của nguyên tố hỏa. Đấy, thì có thể gia tăng cái lượng sát thương gây ra. Còn đối với các chỉ số phụ của các món dị vật thì anh em có thể ưu tiên lần lượt là phần trăm phòng thủ, tấn công, kháng hiệu ứng, chính xác hiệu ứng và tốc độ nha anh em nhá. Tốc độ và chính xác hiệu ứng nó rất quan trọng. Tôi nhắc lại một lần nữa, nó không khác gì là anh em tăng phần trăm phòng thủ đâu. Nó quan trọng như phòng thủ đối với con Mên Hỏa Bảo Hộ anh em nhá. Và chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng ở trong cái clip ngày hôm nay. Như thường lệ, đó chính là những cái người đồng đội sẽ kết hợp được với Hỏa Bảo Hộ, giúp cho cái đội hình của anh em khỏe và có thể dễ dàng chơi được ở tất cả các giai đoạn trong game. Theo tôi nhận xét thì Mên Hỏa Bảo Hộ là một trong những cái nhân vật mang thiên hướng, nó là bảo kê. Đấy, ở trong cái thiên hướng là bảo kê ấy, thì nó thiên về cái khả năng là hỗ trợ đồng đội, hỗ trợ sát thương hơn là một cái nhân vật là gây đam chính. Chính vì thế nên là chúng ta sẽ thiếu cái đam dứt điểm. Vì vậy chúng ta sẽ cần những cái nhân vật có cái lượng sát thương dứt điểm lớn. Đấy, những cái lượng sát thương mà chúng ta sẽ là đơn mục tiêu, và đa phần những cái người đó thuộc hệ săn bắn, ví dụ như là Celi hay là Đen Hăng nha anh em nhé. Một nhân vật thuộc vận mệnh săn bắn sẽ là mảnh ghép còn thiếu, đóng vai trò là gây đam chính cho đội hình. Ngoài ra thì có thêm các nhân vật gây đam AOE, đánh ké thuộc hệ tri thức như là Dinh Quân, Herta, Himeko cũng sẽ là cái sự lựa chọn không tồi cho đội hình Mên Hỏa. Nếu mà đã có Himeko rồi thì không thể thiếu là cái nhân vật có thể là tăng sát thương nguyên tố hỏa. Sự lựa chọn duy nhất ở slot thứ tư chúng ta sẽ có Asta, gia tăng sức mạnh nguyên tố hỏa. Cũng có thể chọn Bronia, Bainu, Latasa. Những cái nhân vật này thì đều dùng được hết nha anh em nhé. Đó là tất cả những cái gì mà tôi muốn chia sẻ đến với anh em về cái nhân vật Mên Hỏa Bảo Hộ, nhà khai phá của chúng ta trong tựa game Honkai Star Rail. Và đây cũng sẽ là cái cách chơi hiệu quả nhất cho nhân vật này. Còn anh em thì sao? Sau khi anh em đã xem xong cái clip này thì anh em có những cái đánh giá, suy nghĩ như thế nào về nhân vật này? Anh em có muốn sử dụng cái nhân vật này ở trong đội hình của anh em không? Mọi ý kiến đóng góp của anh em hãy để lại cho tôi ở dưới cái phần comment anh em nhé. Tất cả chúng ta sẽ cùng mổ xẻ và trao đổi ở dưới phần comment. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay, nếu anh em thấy video clip này hay và hữu ích thì anh em hãy để lại tôi một like, động viên cũng như là ghi nhận cái đóng góp của tôi. Và anh em cũng có thể chia sẻ cái video clip này cho một cái người bạn của mình nha anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.